Xin chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn sản phẩm Rothep của nhóm Cody. Nhóm chúng mình gồm có 6 thành viên: Đình Hiếu, Mạnh Hùng, Quang Huy, Trung Anh, Chan Hòa và Hà Vũ, với sự hướng dẫn của giảng viên Đặng Kim Thi. Phần trình bày của mình gồm có 3 phần: 1. Giới thiệu, 2. Các chức năng được thực hiện, 3. Trình diễn trực tiếp. Mình đến phần đầu tiên, giới thiệu. Với mục tiêu tạo ra một ứng dụng hỗ trợ cho người đi đường, nhóm Cody làm ứng dụng có tên là Rothep với các tính năng chính như gọi cứu hộ khẩn cấp, tìm tìm trả xe để bảo dưỡng xe, và điều quan trọng nhất là khách hàng sẽ không bao giờ bị bỏ rơi khi gặp sự cố với chiếc xe của mình. Và để làm được sản phẩm đấy thì nhóm mình đã nghiên cứu, kết hợp và sử dụng những công nghệ sau, nổi bật như là Spring để xây dựng Web Service API, Flutter để xây dựng Client App và Google Map Platform. Chúng mình đã lập quy hoạch rõ ràng cho 5 tuần làm việc để đạt hiệu quả cao nhất và làm gần hết được tất cả các yêu cầu dự án và mục tiêu đã đặt ra, các tính năng. Và sau 5 tuần thì chúng mình đã làm được các tính năng như sau: trang chủ, tính năng gửi cứu hộ khẩn, tính năng xem tìm được xe, menu tùy chọn, tìm kiếm, lọc địa phương, nhận cứu hộ, cài đặt tài khoản, xem lịch sử, viết đánh giá, trở thành đối tác cũng như là admin phê duyệt đối tác. Và sau đây mình sẽ trình diễn trực tiếp, mời mọi người trải nghiệm trực tiếp ứng dụng. Sau khi đăng ký, đăng nhập, khách hàng sẽ được điều hướng tới trang chủ. Trong trang chủ sẽ hiển thị các nút chức năng chính, hiển thị danh sách các tìm được xe nổi bật đã đặt quảng cáo cho Rothep, menu tùy chọn các tính năng và cài đặt khác. Bây giờ thì mình sẽ trình bày tình huống giả định đầu tiên, đấy là chức năng gửi nhận cứu hộ khẩn cấp. Mình sẽ giả định một tình huống là khách hàng đang đi trên đường, đang gặp sự cố với chiếc xe của mình, thì khách hàng sẽ truy cập vào tính năng gọi hỗ trợ khẩn cấp. Ở trong màn hình gọi hỗ trợ khẩn cấp, khách hàng sẽ nhập các thông tin mô tả sự cố của mình, nhập danh mục, nhập số điện thoại, nhập mô tả vị trí của bạn và nhập vào vị trí chính xác ở trên bản đồ. Ở trong phần nhập vị trí chính xác thì ứng dụng sẽ cho phép khách hàng có hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, đấy là chọn vị trí hiện tại. Khi ấn vào chọn vị trí hiện tại thì ứng dụng sẽ tự động định vị vị trí mà khách hàng đang đứng. Cách thứ hai là chọn ở trên bản đồ. Khi ấn vào nút chọn trên bản đồ thì bản đồ sẽ được hiển thị và ứng dụng sẽ hướng dẫn người dùng di chuyển và chạm vào đúng vị trí ở trên bản đồ. Ví dụ mình sẽ chọn ở vị trí này. Khi mà người dùng chọn ở trên bản đồ thì phía dưới màn hình sẽ hiển thị mô tả vị trí mà người dùng đã lựa chọn. Mình sẽ ấn vào nút xác nhận. Cuối cùng sẽ nhập mô tả chi tiết. Thì mình sẽ ấn nút gửi yêu cầu hỗ trợ. Và lúc này màn hình phía khách hàng sẽ hiển thị loading. Lúc này thì trên hệ thống đã ghi nhận sự cố này. Và bây giờ mình sẽ cần một chiếc máy điện thoại thứ hai đã được đăng nhập vào tài khoản partner, tức là tài khoản đối tác. Với tài khoản đối tác thì đối tác có thể xem được danh sách những người đang cần hỗ trợ ở gần đây trong vòng bán kính từ 15 đến 30 km. Ở trong danh sách thì chúng mình cũng đã thiết kế để có thể hiển thị được những cái thông tin cơ bản nhất, ví dụ như khoảng cách đến vị trí của người đang cần giúp đỡ. Ấn vào xem chi tiết một sự cố. Ở trong giao diện xem chi tiết sự cố sẽ xem được những thông tin cơ bản về sự cố đấy và sẽ bị ẩn đi những thông tin nâng cao. Ví dụ như là số điện thoại, ứng dụng chúng mình yêu cầu là đối tác sẽ phải nhận hỗ trợ để hiển thị số điện thoại này. Bây giờ mình sẽ ấn vào nút tôi muốn đi hỗ trợ. Và ngay lập tức phía bên máy của khách hàng sẽ hiển thị thông tin của đối tác muốn đi giúp đỡ mình. Bây giờ khách hàng sẽ ấn vào nút xác nhận. Và sau khi xác nhận, máy của đối tác đã hiển thị được tất cả các thông tin. Lúc này số điện thoại đã được hiển thị lên. Đối tác có thể ấn vào nút gọi điện để gọi điện cho người đang gặp sự cố này. Hoặc có thể ấn vào nút bản đồ để định vị tới vị trí của người đang cần giúp đỡ. Và sau khi đối tác giúp đỡ người gặp sự cố xong thì đối tác sẽ đánh dấu hoàn thành. Lúc này thì khách hàng có thể viết được đánh giá. Ấn OK để gửi đi. Và đối tác có thể xem được đánh giá về bản thân mình. Và sau khi gửi nhận hỗ trợ xong thì cả đối tác cũng như là khách hàng đều có thể xem lại được lịch sử gửi nhận hỗ trợ của mình. Ở bên phía khách hàng sẽ là xem lịch sử gửi cứu hộ. Ở bên phía đối tác sẽ là xem lịch sử nhận cứu hộ. Mình có tình huống giả định thứ hai.
Nếu như khách hàng bây giờ cần bảo dưỡng và sửa chữa chiếc xe của mình, thì khách hàng sẽ truy cập tính năng tiệm sửa xe. Mặc định thì danh sách những tiệm sửa xe ở gần cái vị trí của khách hàng sẽ được hiển thị ở trong khoảng 15 đến 30 km. Ứng dụng của chúng mình cung cấp cho khách hàng hai cách để hiển thị cái điểm sửa xe. Cách thứ nhất là hiển thị ở trên bản đồ. Với cái chế độ ở trên bản đồ thì khách hàng sẽ ấn vào các cái map pin để xem được các thông tin của tiệm sửa xe đấy. Và nếu cho khách hàng muốn xem vào dạng danh sách thì khách hàng sẽ kéo cái danh sách từ dưới lên và sẽ xem được danh sách những tiệm sửa xe ở gần đây. Ở trong màn hình xem chi tiết thì sẽ xem được các cái thông tin chi tiết cũng như là xem được đánh giá của tiệm sửa xe đấy. Đồng thời người dùng cũng có thể viết được đánh giá hoặc là xem ở trên bản đồ. Quay lại với danh sách, ứng dụng sẽ cho phép người dùng nhiều cách để tìm kiếm cũng như là lọc danh sách này. Ví dụ như là tìm theo tên, có một tiệm sửa xe được đều tìm thấy. Đây là cách tìm theo tên. Hoặc là tìm theo vị trí, tỉnh, huyện, xã, một loạt vị trí. Ví dụ như là mình tìm ở Hà Nội. Sau khi chọn Hà Nội thì quận, huyện của thành phố Hà Nội sẽ hiển thị lên. Mình sẽ chọn tiếp Đống Đa và phường xã là Phương Liên, mình ấn OK để xác nhận. Và đây là danh sách những tiệm sửa xe ở trong cái khu vực Hà Nội mà mình vừa mới truy vấn. Và đấy là tính năng tiệm sửa xe. Do thời gian hạn chế nên nhóm Cốt Đi chưa kịp hoàn thiện sản phẩm theo mong muốn và ý tưởng của nhóm. Vì thế nên nhóm có kế hoạch phát triển trong tương lai như phát triển hệ thống quản trị viên, làm mềm giao diện ứng dụng, cho phép tiệm sửa xe tạo các chiến dịch giảm giá để kết nối và tương tác tốt hơn tới khách hàng của mình. Và phần thuyết trình của mình đến đây là xin hết. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.